mình phải đi đây một chút sao không ăn thêm đi mình phải đi tới chỗ này một chút đã à, à, nóng quá phải rồi đúng là chỗ này ai bên đó vậy có ai ở đó hay không <laughs> là ba là ba đúng chứ là ba đúng vậy chứ <cười> 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 làm ơn cứu con giáo chú ơi là ba đúng vậy không ba cô gọi một người độc thân là ba tôi thấy buồn đó nghe tôi chỉ cỡ tuổi anh cô thôi chắc là tôi đã lộn chú với người khác rồi xin lỗi chú nha cẩn thận đừng có để trượt chân nữa nghe cô bé <laughs> cảm ơn chú lúc nãy đã cứu tôi ờ bảo thư à mình về ngay đi. gì vậy mình tưởng anh ta sẽ lộ diện trước mặt ngu hà mi chứ thực sự anh ta không phải là ngu nam khôi sao trời ơi chú tịch à ủa anh đang làm gì ở đây vậy còn tổng giám đốc thì sao giờ này cô làm gì ở đây vậy tôi biết cô ngày nào cũng nhớ tới tôi nhưng mà đừng có bám đuôi như vậy chứ <laughs> bám đuôi gì chứ anh đang làm gì ở đâu làm sao mà tôi biết được tôi dẫn phòng phát triển sản phẩm đi hít thở không khí tìm ý tưởng thôi <laughs> dù sao thì hôm nay gặp nhau như vậy cũng hay thôi chúng ta cùng đi xuống đi <laughs> vậy thì đi thôi Nhưng mà Không lẽ nhìn tôi rất giống với người Tên là Ngô Nam Khôi hả Hồi nãy tôi nghe cô lẩm bẩm cái tên Nam Khôi Lần đầu tiên gặp tôi cô cũng kêu tên đó Cô nhìn đi Nhìn cô tôi có phải Giống cái người Tên Ngô Nam Khôi Giờ phải làm sao Để tôi chứng minh được là tôi không phải anh ta đi Nếu bây giờ tôi hôn cô Cô có còn nghĩ như vậy nữa không? Chủ tịch à Tôi đã cho tìm hiểu thông tin hết rồi Tôi tò mò rất muốn biết Anh ta đặc biệt như thế nào mà tới giờ cô vẫn không thể nào quên được Tôi đã biết Anh ta vốn là một tên tội phạm giết người Đã vượt ngục bỏ trốn sao cô có thể đánh đồng tôi như vậy được chứ tôi cảm thấy bị xúc phạm đó à, chủ tịch à chắc là do trời nóng nên tôi đi thôi dạ đi đâu chứ <laughs> cậu đi đâu vậy hả bảo thư à mình có cảm giác giống như vừa nằm mơ vậy tại sao đúng vào ngày hôm nay mình lại gặp được một người giống như ông ấy tới như vậy chứ hử ừ? giống ai mẹ ở đâu vậy hả mẹ ủa sao vậy mẹ rốt cuộc có chuyện gì hay sao sao ơ ở... à tổng giám đốc nói là có việc bận đột xuất cho nên để về trước rồi sao nè nếu bận vậy thì cứ để tụi tôi làm việc ở văn phòng cho rồi đi Tự nhiên kêu lên đây làm gì chứ Cái chân của tôi muốn liệt luôn rồi nè Trần Mỹ Nga Tại sao tự nhiên lại dẫn mọi người lên núi này chứ Ôi trời ơi Chủ tịch mới tới <laughs> Dạo này khỏe chứ à, Dạ có chuyện gì ông lại tới đây vậy Là vì người phụ nữ này Cứ nhầm lẫn tôi với một người khác nữa Như tính cách của tôi thì Không thể bỏ qua chuyện này được Cổ đó cứ nói tôi là tội phạm Ngô Năm Khôi Đã vượt ngục một năm trước Sao? Là chủ tịch hả? <laughs> Không thể nào Cho nên tôi mới tới đây để mà xác nhận Mong anh giúp tôi giải quyết chuyện này Giúp tôi kiểm tra dấu vân tay Rồi làm xét nghiệm DNA nữa Chủ tịch à Nếu như kết quả chứng minh Ông đúng là tên tội phạm bỏ trốn một năm trước Thì sẽ bị tống vô tù Ông muốn vậy thật sao <laughs> Nếu đúng là như vậy thì biết sao được Phải chịu thôi à, Không biết là phải chờ trong bao lâu vậy à, Vô dân tay chỉ cần một tiếng thôi Nhưng mà ADN thì phải chờ tới một tuần lận đó Được rồi, bây giờ tôi cho kiểm tra đi Rồi, đây. cảm ơn anh nhiều à. Ây Oh, leo núi xong thấy mệt quá trời quá đất mm. Mm. Nếu như kết quả kiểm tra không phải thì sao đi Không được Nếu không phải là ngu Nam Khôi Thì đâu có ra đúng chỗ đó với ngu Hạ Mi Nè Em tính tới phụ anh vậy mà anh xong hết rồi sao không kêu em anh đã ghi ra những thứ cần em giúp nè à, anh lúc nào cũng kỹ càng hết vậy thôi cũng được ok à nhưng mà sao anh lại chịu làm luật sư cho tập đoàn Typhoon phun vậy anh sợ không đủ tiền thuê văn phòng sao Vậy là đi đây đi đó làm cho anh suy nghĩ khác rồi sao Trời, Tại bà đã kêu anh tới đó làm đó Anh cũng muốn trả ơn Cho ông chủ tịch trước Giúp mẹ mình làm phẫu thuật thôi mà Em đang lo anh phí thời gian Đi lật lại cái vụ án ngô nam khôi Giờ thì em yên tâm rồi Thôi Tới giờ em phải quay lại làm việc rồi ừ, uổng công pha trà <cười> 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 không lẽ tôi hấp dẫn tới vậy sao Rốt cuộc Ngô Nam Khôi Là người như thế nào vậy? Đừng đóng kịch nữa Ngô Nam Khôi Tôi đã sống với anh suốt 17 năm trời Không lẽ không nhận ra anh sao? Cô đó Đúng là rất to gan <laughs> ừ. Nhưng mà Tôi càng thấy thích hơn Ừ à sao rồi anh có kết quả chưa kết quả nói sao vậy ờ đây anh cứ đưa kết quả cho người đẹp này đi ờ đây cô coi đi nè ờ như cô thấy đó dấu vân tay của chủ tịch thái vinh với lại ngô nam khôi hoàn toàn khác nhau cho thấy rõ ràng họ là hai người khác nhau <cười> <cười> bữa nay làm phiền anh quá nhiều rồi ha Hây phiền gì chứ Ông bị nhận lầm là tội phạm giết người như vậy đâu có được Chắc chắn tôi phải giúp ông làm rõ rồi <laughs> Cảm ơn rất nhiều ừ. Dạ ông về cẩn thận ờ, Tôi rất xin lỗi Sau khi gặp luật sư Phạm Anh Tú Tự nhiên tôi trở nên đa nghi hơn bởi vì cậu ta là luật sư từng biện hộ cho Ngô Nam Khôi. Thật ra luật sư Phạm Anh Tú không thích làm cho các tập đoàn công ty đâu. Người đã thuyết phục được cậu ấy tới tập đoàn của tôi làm việc chính là nghị viên Phạm Đức Túng. À, rõ ràng là tôi đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Mong anh hãy tha lỗi cho tôi. Đừng vì vậy mà không chịu hợp tác với tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nghĩ cách nào để mà trừng phạt cùng một cách thích đáng đi tôi nghĩ việc đó sẽ rất thú vị đó trợ lý chung tiễn khách giùm tôi nghe chủ tịch à chủ tịch xin à xin xin anh hãy bỏ qua cho tôi chủ tịch à tôi xin lỗi mà mình bị cái gì vậy không biết Đáng lẽ mình phải hỏi ông nghị viên trước chứ Tổng <laughs> à. giám đốc Trần Mỹ Nga Có quan hệ gì với ba vậy Sao tự nhiên con lại hỏi ba gì kệ rốt cuộc Con đang nghĩ cái gì đây à. Con mong là ba và bà Nga không thương nhau. Bởi vì bà Nga là người có liên quan tới dự án của ông Ngô Nam Khôi một năm trước đây. À, trong quá trình điều tra, con thấy bà ta rất đáng nghi. Bà ta không phải là người đáng tin đâu ba. À, sao chuyện gì cũng không theo ý hết? chủ tịch có vẻ giận lắm phải làm sao đi anh ta sẽ không bỏ qua đâu Đã điều tra ra chưa? Dạ. <laughs> Ôi trời ơi, sao vậy nè? thì ra kẻ đứng đằng sau định bắn đứng tôi cho người khác lại chính là cô tôi xin lỗi ông bà chủ tịch xin ông bỏ qua cho tôi đi <laughs> bỏ qua cho cô hả uhm. cô nghĩ cô là phụ nữ thì tôi sẽ bỏ qua cho cô hay sao Tôi sẽ cho cô thấy kẻ phản bội tôi Sẽ có kết quả như thế nào à. Mẹ Hồi nãy sao tự nhiên mẹ bỏ đi đâu vậy mẹ Mẹ có chút gì cần làm Mình gì đâu Con bé ở trong phòng đang làm bài tập về nhà Mà tại sao Mẹ lại bắt mọi người đi leo núi Mẹ thì không có được vui Còn mọi người ai cũng mệt hết con phải chuẩn bị thật kỹ cho nhiệm vụ này Lần này con không thể thua được Phải đánh bại được Ngô Hà Mi Con hiểu chưa Từ đầu mẹ đã biết ngay mà ha, Vợ con nó chỉ nấu ăn được có đúng một lần đó rồi thôi luôn Nè Nếu hai đứa mà đi nước ngoài á, Thì ngày nào nó cũng bỏ đói con luôn chờ coi đó Con có tài mà Mình thì bây giờ đang rất căng thẳng chuyện của công ty Mẹ thông cảm giùm đi Ê, Trời đất ơi, con Binh nó làm mẹ thấy tuổi thân quá chừng à. Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi Ủa, chắc là nó về rồi đó Con về đó hả, Minh Thi Thưa mẹ, con mới về Ừ, được rồi Buổi ra ngoại sao rồi em, giờ có vui không Dạ, vui lắm anh à Mẹ à, bây giờ con cảm thấy hơi mệt chút xíu Con xin phép vào phòng nghỉ ngơi À mà nè Sao tự nhiên mẹ của con lại kêu cả phòng con đi leo núi chung vậy chứ con? Mẹ nghĩ hoài nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu được nữa. Kì mẹ, thôi đi. Thì tại con là con gái ruột, nên mẹ nghĩ chắc con hiểu được mục đích của mẹ con ha. Trần Mỹ Nga đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Cô ta biết là tôi đi leo núi, nên đã dẫn Hà My tới đó. Vậy thì, không lẽ Hà My đã nhìn thấy chú rồi hay sao? Con bé đã nhìn thấy, Tình huống hôm nay cũng xảy ra giống như chuyện Xảy ra vào 7 năm trước đây Ai, Trần Mỹ Nga đã thấy cảnh đó Giờ chúng ta phải làm sao đi Tôi đã tung quả mù để cho cô ta Không nghi ngờ gì nữa nhưng mà Hà Mỹ thì chắc chắn là sẽ rất sốt Tôi nghĩ Chắc đã tới lúc tôi phải xuất hiện trước mặt con bé rồi Con lo khi Hà Mỹ biết chuyện này Sẽ đau lòng lắm đó Con bé đã trải qua rất nhiều chuyện Nên giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn cứ tin tưởng nó đi à, Hai chân mình mỏi nhừ luôn nè Giờ hả? Mỗi lần đi một bước á là toàn thân đau đã rồi à, Cậu không mệt sao? Hôm nay mất thời gian rồi Mình phải tranh thủ chứ Sao tự nhiên bắt cả phòng để làm cái chuyện mất thời gian vậy được chứ? Đợi tới ngày mai Mình sẽ đi hỏi cho rõ mới sáng sớm gặp tôi làm gì tại sao ngày hôm qua bà lại bắt chúng tôi phải tới ngọn núi đó rồi sau đó lại biến mất mục đích của bà là gì vậy trưởng phòng mà có thể tới đây chất vấn tổng giám đốc của mình như vậy sao hôm qua lúc ăn trưa tôi mệt cho nên đi dạo một chút lúc đó bà cũng đã đi đâu mất nghĩ lại mọi chuyện tôi thấy hành động của bà rất đáng ngờ có phải là do bà biết được người giống với ba của tôi cũng sẽ tới ngọn núi đó vào lúc đó đúng vậy chứ người đó rốt cuộc là ai vậy tổng giám đốc sao vô mà không gõ cửa chứ bây giờ chủ tịch của tập đoàn tây đang trên đường tới đây sao cậu nói là chủ tịch thế vinh đó hả Hello. À. Ừ. Tại sao anh lại tới đây mà không báo trước cho tôi tiếng nào vậy chủ tịch? Tôi tới để thăm hai người mà tôi đã giao nhiệm vụ thôi mà. Sao bất ngờ vậy? Gọi Ngô Minh Thi lên đi. Cô Ngô Hà Mi cũng tình cờ có mặt ở đây nè chủ tịch. à hình như là chúng ta đã gặp nhau rồi cô chính là ngô hà mi đúng không tôi là thái vinh cô gái này hình như không biết chào hỏi hả vậy có nghĩa là chủ tịch thái vinh mà hôm trước tôi đã gặp được lại là một người khác hay sao <laughs> cô này lạ thiệt không thèm chào hỏi người lớn luôn chủ tịch à không biết anh muốn uống gì tôi pha cà phê cho anh nha <laughs> người này chính là trợ lý của tôi tôi nhờ anh ta đóng giả cũng là chuyện bình thường mà tôi mới là thái vinh còn cô chắc là ngô minh thi đúng không ờ à, dạ dạ xin chào chủ tịch tôi cảm thấy có lỗi sau khi giao nhiệm vụ cho hai cô mà vẫn cứ giấu mặt cho nên mới tới để chính thức gặp nhau tôi mong là cả hai cô sẽ cố gắng hết sức thôi nói chuyện như vậy đủ rồi ha đi làm việc đi Ủa chủ tịch à Mới tới mà định về sao Ở lại uống với tôi ly trà đã chứ Cô đã chuẩn bị cho luật sư của tôi văn phòng đàng hoàng chưa vậy Luật sư của tập đoàn Tifon Đang ở chỗ phố tổng giám đốc Tôi nghĩ cô nên tới chào hỏi anh nói luật sư của tập đoàn Typhoon sao? Sao tự nhiên anh ta lại tới đây làm gì? Anh ta đến đây chuẩn bị cho việc sát nhập. Anh nói sao chứ? Tôi nghe nói tập đoàn Typhoon sẽ gửi qua một luật sư. Nhưng tôi không ngờ người đó lại chính là anh. Thật sự rất là bất ngờ. Theo như anh thấy thì khả năng hai công ty sát nhập lại có cao hay không? Không biết nữa. Tôi tới đây chủ yếu là để đánh giá lợi ích của việc đó mà thôi. Còn cuối cùng có xác nhập hay là không là do chủ tịch quyết định. Luật sư của tập đoàn Typhoon. Là anh hay sao hả anh Tú? <laughs> Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Typhoon đó, nhìn phong độ quá ha. Wow, ăn mặc xanh điệu ghê luôn á. Sao giống... Mẹ à, chuyện này là sao vậy mẹ? Con vẫn không thể nào tin được Chủ tịch Thái Vinh... Không phải ba con Không phải là ba con sao? con <laughs> không thể tin nổi có người lại giống ba con tới vậy phải không? Lúc đầu nhìn thấy mẹ cũng sốc lắm Mẹ đã điều tra, nhưng mà không phải Mẹ thậm chí còn tới sở cảnh sát để kiểm tra dấu dân tay của ông ta Người đó thật sự không phải ba sao mẹ Đây là cơ hội đó Còn phải tỉnh táo lên Ngô Minh Thi Tuy mẹ không biết tại sao chủ tịch Thái Vinh lại cho trợ lý đó đóng giả mình Nhưng bây giờ thì Ngô Hạ Mi Cũng đang rất sốc giống như con Bởi vậy cho nên Con đừng có lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện này Mà chỉ cần tập trung cho thử thách đó Ông ta chỉ là một người nhìn giống ba con thôi Cảm ơn à, Tốt quá rồi Giờ anh tới đây làm gì Thì em sẽ không thể trách mặt anh được nữa Thậm chí là bây giờ Em còn chủ động muốn gặp anh Chuyện anh trở thành luật sư của Tifon Rồi trở thành người đánh giá về khả năng sát nhập của hai công ty Hoàn toàn là do anh tự nguyện hay sao anh trai của chủ tịch Thái Vinh Là người đã giúp Mẹ anh làm phẫu thuật ghép tim Nên bây giờ Anh muốn trả ơn ông ấy Em tới công ty để ngăn cản chuyện sát nhập xảy ra Còn anh thì Lại tới để thúc đẩy chuyện đó Từ hôm qua cho tới bây giờ Em cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy Em nhìn thấy chủ tịch Thái Vinh Có khuôn mặt giống y hệt ba của em Rồi lại thấy anh tới công ty này làm việc nữa Không phải mơ đâu Em hãy cố gắng tỉnh tấu Anh hiểu rõ chuyện của em Nên không hề muốn việc xác nhập xảy ra Vậy thì tại sao? Được Em sẽ cố gắng hết sức Ngăn chuyện đó xảy ra Sẽ làm mọi cách Để giành lại cho được công ty Sợ gì anh tới đây là gì? không muốn nhìn thấy em một mình chịu khổ. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em. Anh xin lỗi vì bây giờ chưa thể cho em biết sự thật được. Ê hey, này nè, cậu cứ nói dối hoài không có được đâu. Không sao đâu mà cậu. Giờ cậu để con ở đây, ừ. rồi cứ đi tập nhảy với cô Ngọc Giao đi. Trời ơi, mình chi à? Mẹ cô mà biết chuyện này là chết đó. <laughs> Nếu mẹ của con biết con trốn học vẽ Mẹ sẽ giận lắm luôn đó Con sẽ không có bị phát hiện đâu Dạo gần đây mẹ không thương con nữa Nên mẹ không để ý gì tới con đâu ờ, Minh Chi à Tại vì mẹ của con Bận việc ở công ty thôi Con vẫn còn có cậu mà hả Minh Chi tới đó hả a à, bà ơi à. <laughs> mình chỉ làm gì đó con đang viết thư cho ba con ba con dạ anh con nói với con là ba con đang ở trên thiên đường theo dõi con đó bà cho nên nếu như bây giờ con viết thư cho ba như vậy thì ba cũng sẽ đọc được đó bà trời ơi nam khôi ạ à ở trên đó con có được sống hạnh phúc không vậy? cô chắc là ngô hà mi hả tôi là thái vinh trần mỹ nga cô đẩy tôi rơi vào tình cảnh khốn khổ tới mức không thể lộ diện trước mặt con gái của mình rồi cô sẽ phải hối hận à, tổng giám đốc phạm không lẽ ông định chấm dứt mọi hợp tác với tôi sao Thời hạn trả tiền của tôi vẫn còn chưa tới nữa mà. Vậy thì tại sao lại bắt tôi phải trả vào ngày mai? Chuyện vô lý như vậy làm sao được chứ? Lần trước tôi đã nói rõ với bà rồi mà. Bà phải trả ngay số tiền 5 tỷ cho tôi vào ngày mai. Đây là lần cuối tôi nhắc lại cho bà nghe đó. Ừ, ừ, alo, alo, tổng giám đốc à. Lúc đầu chính ông ta năn nỉ mình phải vay tiền ở ngân hàng ông ta. Vậy mà giờ dám cúp máy khi mình đang nói sao? lần này chắc chắn bà nga sẽ dùng hết tiền riêng để trả nợ như vậy thì trần mỹ nga sẽ không còn khả năng chi tiền cho bất kỳ việc gì nữa tổng giám đốc phạm bắt bà mỹ nga nội trong ngày mai phải trả hết số tiền đó vậy bây giờ đã tới lúc ra tay chưa đi cậu mau gọi cho cô ta đi nói cô ta tới gặp tôi dạ Không lẽ cô tưởng 5 tỷ là ít lắm sao Bây giờ tôi đang kẹt tiền lắm Nếu cô không giúp tôi Thì còn ai giúp được nữa đây Ôi trời Thì ra tới bây giờ tôi mới biết là mối quan hệ giữa tôi với cô Tốt tới như vậy đó Tôi nói rồi Tôi thà đem tiền đi làm từ thiện Còn hơn là đưa cho cô dai Vậy thì giúp tôi Tìm một chỗ cho dai nóng đi Dai nóng cô vẫn chưa rút ra được bài học thì phải giờ cứ bán cổ phiếu là có tiền thôi mà cô mà đi ra nặng lãi là sẽ chết chắc đó bây giờ mà bán thì sẽ lỗ vốn với lại không biết khi nào thì con Ngô Hà My sẽ lại triệu tập đại hội không thể nào bán được à, đúng là muốn điên lên được vậy mới nói sao chưa chắc chắn gì hết mà cô đã đi ra số tiền lớn như vậy làm chi chứ cô nói đây là cơ hội để đổi đời đúng rồi sắp thành ăn mài rồi đó alo sao hả chủ tịch nói là muốn tôi tới đó gặp sao tôi đã nói là tôi có khả năng rất tốt trong việc đánh giá người khác mà sao trước đây tôi đã từng nói rằng tôi và cô đúng là rất giống nhau vì lợi ích của bản thân mình mà không cần biết lương tâm hay là trách nhiệm cái gì hết chúng ta rất dễ dàng lợi dụng người khác để đạt cho bằng được mục đích của chính mình rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy đưa cô ta vào trời <laughs> <laughs> lý dương tôi có việc này muốn nhờ cậu giờ xin bà cứ nói tôi cần một gián điệp giúp theo dõi mọi hoạt động của chủ tịch thái dinh bằng bất kỳ giá nào mm. <laughs> mm. lúc trước tôi rất là thích cô ta cô ta có một đôi môi quyến rũ nhưng mà giờ có vẻ hơi khó coi rồi làm ăn cái kiểu gì mà nó còn đủ sức ho dính máu lên tay tôi vậy Lôi đi. Sao lại nhìn tôi không chớp mắt vậy hả? <laughs> không lẽ cô sốc lắm sao? Chuyện mà tôi vừa làm chỉ là muốn cho cô thấy cái giá của việc phản bội tôi bây giờ sao con thử đoán xem tiếp theo tôi sẽ ra tay làm gì với cô đi trần mỹ nga